Ronaldo đeo đồng hồ trị giá gần 1,5 triệu đô la Mỹ. Ronaldo được bắt gặp đeo mẫu đồng hồ trị giá gần 1,5 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những thiết bị xem giờ đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập của anh. Trong dịp đi xem trận đấu quyền Anh, Ronaldo đeo mẫu đồng hồ Frank Muller Cintre Cuvette Tourbillon. Thiết bị có lớp vỏ làm bằng vàng trắng, đính kim cương cắt dán baguette. Theo SMP, mẫu đồng hồ trị giá gần 1,5 triệu đô la Mỹ, đắt thứ hai trong bộ sưu tập của Ronaldo. Mẫu đắt nhất có giá khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Mẫu đồng hồ có kích thước mặt số 42mm. Bên cạnh đó, thiết bị xem giờ được sản xuất đặc biệt cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Chiếc đồng hồ gây chú ý khi được nạm hoàn toàn bằng kim cương, kiểu dáng mặt số đơn giản mà sang trọng. Cristiano Ronaldo ăn diện lịch lãm khi tham dự Saudi Arabia Founding Day cùng các đồng đội Al Nassr. Anh phối sơ mi trắng với mẫu đồng hồ mặt số xanh dương Rolex Daytona. Thiết bị được bán với giá 175.000 đô la Mỹ. Mẫu Rolex Daytona có kích thước mặt số 40mm. Thiết bị xem giờ được trang bị bộ máy tự động cang 4130, vỏ bằng platinum và chống nước 100m. Trên các trang bán lại đồng hồ, thiết kế này được bán lại với giá hơn 200.000 đô la Mỹ. Thời gian gần đây, Ronaldo thường xuyên đeo những thiết bị xa xỉ của thương hiệu Rolex. Mẫu Rolex GMT Master 2 bằng vàng 18K có giá 110.000 đô la Mỹ, vòng bezel đính đá sapphire xanh và đỏ. Trên trang Cherono 24, thiết bị được bán lại với giá hơn 134.000 đô la Mỹ, thiết bị sản xuất vào năm 2007. Kích thước mặt số là 40mm, chống nước 100m, mẫu đồng hồ có thể dự trữ năng lượng trong 50 giờ. Đầu tháng 2, người hâm mộ bắt gặp Cristiano Ronaldo đeo đồng hồ vàng của Hublot. Kiểu dáng mặt số hình vuông giúp thiết bị trị giá 43.100 đô la Mỹ nhìn mạnh mẽ, trẻ trung. Hublot Square Big Bang Unico có mặt số 42mm, vòng bezel làm bằng vàng 18K. Thiết bị chống nước 100m, dự trữ năng lượng trong 72 giờ. Trong danh sách những mẫu đồng hồ đắt nhất của Ronaldo, Jacob Co. Bugatti Chiron CR7 gây chú ý khi có thiết kế tinh xảo. Thiết bị xem giờ được trang trí bằng gần 400 viên đá, nổi bật là 232 viên kim cương dán baguette. Theo Lucy Lan, mẫu đồng hồ trị giá 1 triệu đô la Mỹ,